Thủ tướng Phạm Minh Chính dự ký công điện gửi các bộ ngành liên quan gồm Bộ Công Thương, Tài chính, Công an, Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Chính phủ, Quỹ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (BVN) cùng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước. Thủ tướng nhấn mạnh xăng dầu là mặt hàng chiến lược quan trọng, nhạy cảm, dễ ảnh hưởng đến tâm lý người dân, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế vĩ mô, do đó phải được quản lý, điều hành một cách khoa học, chặt chẽ, theo đúng quy định của pháp luật. Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện khẩn trương nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, trong đó giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp bộ, cơ quan liên quan, chủ động quyết liệt trong công tác điều hành, cân đối cung cầu thị trường xăng dầu, đảm bảo không để thiếu hụt nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra các đơn vị cung ứng phân phối xăng dầu, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc để kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật đối với hành vi găm hàng nhằm trục lợi, các hành vi vi phạm khác trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố giám sát việc bán xăng dầu của các cửa hàng bán lẻ, bảo đảm không gián đoạn, kiểm tra việc kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, việc tuân thủ quy định về niêm yết giá bán, thời gian bán, trường hợp phát hiện sai phạm, xử lý nghiêm.